Ôi giời ơi, đúng là mấy bông hoa này đẹp thật chứ. Ui, ở đây mình sẽ đặt địa bàn, đây là địa bàn của mình. Mình sẽ đặt tên là địa bàn khủng long. Ai mà vào đây, mình sẽ không cho vào đâu, mình sẽ oánh chết luôn. Ha ha. Ở phía trước có những bông hoa đẹp trước kia, còn có hai bạn khủng long nữa. Để mình lại chào hỏi hai bạn khủng long thế nào. Chào hai bạn, các bạn đang có chuyện gì vui mà có thích thú thế? Ở đây là địa bàn của chúng tớ. Ai cho bạn đi vào đây mà đi vào chứ? Ôi, những bông hoa đẹp của tớ, nó đã buồn rồi kìa. Người có đi ra không chứ? Ai cho người đi vào đây? Ôi, tớ xin lỗi, tớ không biết đây là địa bàn của cậu. Tớ cứ tưởng là đây là địa bàn chung cơ. Làm gì ở đây mà có địa bàn chung? Ở đây có những bông hoa đẹp tuyệt này, là địa bàn của chúng tớ đấy. Đi ra nhanh lên đây. Thế để tớ đi ra nhé. Ui, ở đây có những bông hoa này. Wow, có những cây này rậm quá đi. Ở đây vào mùa hè nó mát lắm. Gió thổi vi vu luôn kìa. Mấy cái cây này to hơn cả mình rồi kìa. Wow. Mình đi kiếm cái gì ăn đi, khủng long cậu dài ơi. Đói bừng có đi, đói có đi, phải đi tìm đồ ăn mới được. Ôi, cái đường này thật là khó đi làm sao. Ui, từ từ, tí nữa là mình ngã rồi kìa. Ôi, cái đường này. Mình cảm thấy không ai chơi với mình cả. Mình buồn quá đi. Mình đi về nhà thôi. Thôi, mình phải ngồi đây một chút mới được. Ở nhà thì mẹ đi làm, còn ở nhà trống không, chẳng có ai về. Thì mình ở nhà chẳng có ai chơi với mình, chán lắm. Ui, gió mát vu vi luôn kìa. Mát quá đi. Ôi, khủng long cổ dài ơi, cậu thấy cái gì không? Ôi, cái con húc kia kìa, sao người cao thế? Xuống đây nhanh, xuống đây. Đó là địa bàn của ta. Ta thường hay ngồi đó. Sao hôm nay người dám lên trên ngồi của ta? Tớ có biết gì đâu, tớ ngồi đây trước rồi. Các cậu đi kiếm chỗ khác ngồi đi. Con cookie xấu kia, người có xương không? Hay là để ta oanh? Ha, nghe chưa? Có nghe rõ không? Mình chẳng có ai chơi với mình hết đấy. Mọi người thì có đôi có cặp. Mình đi đến đâu, mọi người xô đẩy đến đó đấy. Các bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng ai khóc không? Ôi, Huki này, sao Huki khóc thế? Khủng long ơi, cậu có ghét tớ không? Mà mọi người đều xa lánh tớ thế nhỉ? Không, tớ không có ghét cậu, tớ luôn yêu thương mọi người mà. Cậu có làm gì mọi người không mà mọi người ghét cậu thế? Không, tớ không làm gì mọi người hết. Nên mình xấu nên mọi người đều xa lánh mình hết đấy. Không sao đâu, còn mình chơi cùng với bạn mà.